chờ đợi nhất, đó là ngày sinh nhật của mình. Bây giờ mình chỉ cần chờ qua hết ngày hôm nay nữa thôi, mai là mình đã tròn 8 tuổi rồi. Ê con kia, ngồi mày viết gì vậy? Mình viết nhật đưa đây. Đưa cái gì? Đưa ra đó. Không được, nhật ký làm sao đưa cho người khác được. Giờ hỏi đưa không? Không đưa đâu. Đừng mà, bạn có làm cách nào mình cũng không đưa đâu. Cái gì nó vậy, cái gì vậy? Mình cái không gì? Đưa đâu. Quý lộn rồi hả? Buông ra. Buông ra. Buông ra. Nghe tôi hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì? Làm chị giật nhật ký của con. Đưa. Đưa. Đưa cái gì? Tự nhiên sao cái nhật ký của người ta? Buông ra. Nó không có chịu đưa cho con. Nếu mà nó đưa cho con thì ông quýnh này rồi. Trời ơi, rồi. Cái con này nó buông ra. Quá. Ê, mày nhớ nha, ta sẽ trả thù. Trời, ta sẽ lấy được cuốn nhật ký của mày. Ủa, em ngủ sớm vậy? Em phải ngủ sớm để sinh nhật mới tới mau được chứ. Vậy thì Tâm Anh thích được tặng quà gì ngày sinh nhật nè? Quà cái gì cũng được. Cái gì cũng được, nhưng mà cụ thể phải là cái gì mới được chứ. Cụ thể hả? Khó nói quá à. Miễn sao là chị tặng cái gì em cũng thích là được rồi. Thôi được rồi, chị biết rồi, đi ngủ đi nha. Dạ. Ngủ thôi. Mừng sinh nhật của chị Thám Hoa, xin phép được bắt đầu. Yeah. Bà xã, thổi nến đi, cầu nguyện cái đã. Mình phải ngủ thôi. Nhưng mà nôn quá à, không có ngủ được. Tâm Anh. Dạ. Em kêu mọi người xuống ăn sáng nha. Dạ, con mời cả nhà xuống ăn sáng hả? Dạ, con chào ông. Dạ, con mới thấy chú đi ra phía trước đó cô. Chào cả nhà. Ủa, ba. Tâm Anh. Dạ. Lấy giùm chú chén tương đi. Ừ, cảm ơn con. Tâm Anh à. Dạ. Sẵn lấy giùm chú dĩa chanh luôn. Cảm ơn con. Gì vậy? Dạ, đôi giày của mới order. Đẹp lắm ba, cưng lắm á. Bà nghe người ta đem cái đôi giày để đến đây á hả? Giày mới mà. Bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Ba
ba múc cho miếng nhớ đi. Ngon. Ngon quá. Cô đợi đó đi, để con dọn cho, không sao đâu cô. Nè, tối nay cả nhà đi ăn tiệc, con không cần phải nấu cơm tối nha. Hai đứa ở nhà muốn ăn gì thì cứ nấu. Dạ, mà cô ơi, hai chị em con xin phép ra ngoài được không cô? Hai đứa cứ đi đi. Cô đi dạ, nha. Dạ, con chào cô. Em Anh. Dạ. Em chuẩn bị đi, hai chị em mình ra ngoài tổ chức sinh nhật ha. Dạ. Tới rồi à. Nè, em muốn đi rồi lát chị dẫn đi ăn ha. Dạ. Cảm ơn chị. Ủa, em tìm gì vậy? Em đâu có tìm gì đâu. Sao chị thấy em cứ nhìn kiếm cái gì vậy? Em đâu có nhìn cái gì đâu mà. Thôi uống đi. Chị ơi, hôm nay sinh nhật em á, em muốn đi đâu ăn gì cũng được đúng không chị? Tâm Anh. Dạ. Em thấy cái này sao? À, cũng được á chị. Chị thấy sao? Chị thấy là Tâm Anh dễ thương, cho nên là kẹp cái nào cũng sẽ dễ thương. Vậy chị lấy cái này ha. Dạ. Vậy là em ăn hết rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt hả chị? Nhắm mắt lại nha, không có được mở mắt ra đâu đó. Dạ. Nhanh lên. Tèn tèn, chúc mừng sinh nhật Tâm Anh của chị. Ủa, em tìm cái gì vậy? Hả? À, chị ơi. Bộ không có ai hết hả? Ừ, thì chỉ có hai chị em mình thôi, chứ em muốn có ai nữa? Thì em muốn có ông nè, cô chú chủ nhà, anh Nguyên, còn chú Julian nữa. Bộ không có ai hết hả? Tại chị cố tình không có nói cho họ biết á. Sao vậy? Chị sợ phiền mọi người á. Biết đâu họ đều biết, nhưng muốn giữ bí mật với em thì sao? Để làm gì? Thì muốn cho em một sự bất ngờ đó. Bất ngờ hả? Mọi người muốn cho em một sự ngạc nhiên, cho nên đã để em ra ngoài. Trong lúc đó họ sẽ chuẩn bị tiệc thật lớn á nha. Chị nghĩ là không có đâu. Lát về đi rồi chị sẽ biết. Mọi người đi chơi hết rồi. Thôi bây giờ chị hát chúc mừng sinh nhật Tâm Anh, rồi Tâm Anh thổi nến, sau đó mình đi về ha. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó Tâm Anh ra đời. Happy birthday to Tâm Anh. À khoan chị ơi. Hả? Đem vô nhà trước nha. Sao vậy? Thì chị cứ cho em vô nhà trước đi. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó Tâm Anh ra đời, hãy nắm tay cùng chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Thổi nến đi con, thổi nến. Chúc mừng sinh nhật Tâm Anh nha. Thể là như vậy đó chị. Không phải bữa nay em đi ăn sinh nhật với chị rồi hả?
Với lại chị nói thiệt là chị không có nói với mọi người đâu. Chị giấu em đúng không? Em chắc chắn là sẽ có mọi người ở nhà mà. Thấy chưa? Chị đã nói là mọi người đi hết rồi mà. Cả nhà ơi, con Tâm Anh về rồi nè. Thôi, em lên rửa mặt đi. Dạ. Ở nhà có chuyện gì không con? Dạ không. Ừ. Nè, làm chi? Xong rồi á là đi lên lầu viết nhật ký cho mẹ rồi mới được đi ngủ nghe chưa? Con buồn ngủ lắm á. Buồn ngủ cũng phải viết nữa. Lát là mẹ lên mẹ kiểm tra đó. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 8 của mình. Chị dắt mình đi ăn phở để chúc mừng sinh nhật. Chị còn mua cho mình một cây kẹp tóc nữa. Mình cứ tưởng sẽ được cả nhà chúc mừng, nhưng họ đều không biết. Dù sao thì sinh nhật năm nay mình cũng đã rất vui bên chị. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ Tâm Anh hả ta? Đừng mà. Mẹ có làm cách nào mình cũng không đưa mà. Đâu. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Mình cái không gì? Đưa đâu. Ôi mẹ, mày chết nè, tự do mày chết nè. Ôi, đưa con mẹ thì tao mới tha. Ôi, mình không đưa đâu. Sinh nhật kệ mẹ chứ. Con mời chú. Ừ, cảm ơn con. Trời đất ơi, khuya rồi mà con còn đi đâu nữa hả? Cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật ai của nhỏ Tâm Tâm á. Ủa, bữa nay là sinh nhật của Tâm Anh à? Dạ đúng rồi. Tâm Anh, Tâm Anh, dậy đi em, dậy lên. Dậy lên. Dậy lên đi. Anh sao rồi trời? Đi lên, đi lên, đi lên. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh. Mừng ngày sinh nhật Thế Thu. Mừng ngày đó Tâm Anh ra đời. Hãy nắm tay cùng hỏi nến đi. Hả? Hỏi nến đi. Cầm nãy giờ mỗi tay lắm rồi nè. Cầu nguyện hỏi nến đi con. Mở nến. Thổi đi con. Nè,
biết hôm nay là sinh nhật của con. Ngày mai cô sẽ dắt con đi ăn buffet, chịu không? Dạ. Chúc mừng sinh nhật con. Nè Tâm Anh, sinh nhật của mình là phải nói cho mọi người biết nghe chưa? Tâm Anh, ngày mai chú sẽ tặng quà cho con nha. Sinh nhật của em anh không nhớ, anh xin lỗi nha. Con cảm ơn mọi người. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.